Nay mấy anh em mình đi cắt mít nha các bạn. Nay mít cắt những mít này mới phục hồi lại. KBC phục hồi lại vậy cũng được rồi. Mít có mai luôn. Cái đó hai cái đó không già à. Ừ, cái cắt mít nè. Anh có cắt hồng qua vườn này coi cái nào già. Cắt chứ, mua chứ. Ông này cắt êm lắm mà hả? Ông này với ấy nè. Cái đi coi được nước làm ba. Hả? Ừ. Ừ, nước làm ba. Ừ, chút nữa anh qua anh coi luôn. Hết cái nào bự. Mà nhỏ bỏ lại hả? Đâu có, không phải nhỏ bỏ lại, nhưng mà cái nào già thì cắt, nhỏ cũng cắt luôn, chứ không phải là nhỏ bỏ lại. À, chứ không phải là nhỏ bỏ lại, ăn không hết à. Cắt tiện bớt. Bởi vậy cắt ấy hết. Này mấy chục năm trong nghề rồi nha. Này cắt mít phải chiều, phải có hai xị mới được, chứ không có hai xị là mời không đi cắt được. Chưa già anh không? Chưa, chứ ta không cắt được, chưa già. Cho khánh sách cái này đi gọi cho tại bà tao già cái đó mà đi vô. Đủ. Đó. Mà dừng mít xe về em cứu mít là ông lấy vậy còn thấy không? Bữa hổm là nói chung là bỏ hết chân luôn đó, mà bữa nay là cứu về lấy xe về là lên im lắm rồi. Nữa. Nè, bành xong rồi nè. Đó. Cắt vô luôn đi, cắt vô, cái đó vô luôn đi. Ừ đó. Nè, tại con quay không đẹp ác luôn nè nó. Bành bành không đó. Giá này cao nè đó. Giá này cắt tại vườn 33 nha anh em. Tại vườn 35. Căn là 38. Ủa mày mất trồng cho không nè, đó. Đó. Ra lên đi xem nói đi xem. Hả? Vô nè. Nay đang đi qua vườn mít tơi cắt nha các bạn. Vườn mít này mới có 16 tháng mà vườn mít này trái quá dữ. Mít này sử dụng phân đặc hữu cơ nè. Này hữu cơ 007 phải không? Này hữu cơ 07. Vườn mít này hẹn chừng hai mấy ngày nữa là cắt nhiều quá. Mít này trái đều luôn các bạn. Mít này trái cây nào cũng trái mấy trái chân mà quá đều luôn. Coi trái này anh Khanh. Chưa. Con kỹ cái đó đó. Cái đó nó muốn già. Này cây này mà để ba trái vậy là quá ok. Thì mít này mới 16 tháng mà kỹ thuật trồng vậy là quá ok rồi. Cái trái này hả, đợt sau ha, mấy trái này cắt màu đẹp lắm, đợt sau nó là 10 ngày nữa cắt ok luôn. Ngon lành luôn. Màu là nhí luôn á. Mười ngày nữa là ok rồi. Mười là khoảng 15 tới 20 ngày nó lên màu đẹp á.
Bữa nay anh Khanh anh mua giá tại vườn là 33, 22, 12 nha các bạn. Giá tại Đồng Tháp. Không đủ ký. Cái đó làm gì không ba cái gai này nè, 19. 19. Nó chưa có già, gai này không già, già chậm già lắm gai này nè. Không, cái trái mít này nó bị cái đầu này nè. Đi mua không chưa ấy không. Nó mít này còn trắng sáng à, nó trắng dữ lắm. Đấy đâu da nó gai nè, non sữa nè. Kinh nghiệm mấy chục cái năm cái mít. Là cái nào thấy nó lên nào như thế làm. Cắt từ lúc mà tóc đen thành tóc bạc luôn mà tới giờ dư được mấy cây rồi đó. Mấy dư được mấy cây dao á. Trái này mút quá ok. Dừng bít này có sữa mai luôn, quá mai sữa này cũng quá đẹp luôn rồi. Có bộ đồ nghề, có ông thợ cũng sửa luôn nha các bạn. Xài sửa mai ra sửa luôn. Quá ok. Nhưng bít này trái quá khủng, quá nhiều. Mấy để nữa. Không có màu lên màu rồi. Trời ơi, con trái à. Thì đấy, để cái nào vô màu thì cứ ấy. Đụ, sữa em quá. Dạo. Này cỡ nửa tháng cái màu nó vô đẹp lắm. Dương bích này mới có 16 tháng mà trồng rồi là quá ok. Cái này vô. Đúng không? Trái nó 10 kg rồi đó. Thấy không? Này nữa tiền tiền á. Cái trái gì nè, lỡ là sai nè. Nó xà cái cành. Để trong đây nè, nó mới lớn trái. Trong đây nè. Trái này được nè, trái này mình bỏ nè. Nhưng mà nó chia hai ra cái lép bị lép. Nó chia hai ra, cùng một nhánh á là mình để một trái thôi. Lớn bình thường, cắt cái nữa, cắt cái đó làm mấy trái này lớn. Như cây này là để là ba trái lộ cây nè, ba nhánh để ba trái. Hai trái ngoài, hai trái đeo. Không, nhưng mà khi mình xử lý thuốc theo cái này nè. Cái này dở nè. Cái này cắt bỏ nè. Để nuôi trái này lên, trái này được mấy chứng nè. Bỏ trái đúng rồi, trái đó bỏ luôn đó. Trái nhỏ chứ nè. Trái nhỏ nè. Đưa trái đó lên bành kia luôn á. Nhiều ông tiếc, đừng có tiếc. Làm xài cũng vậy, đâu mới tiếc rồi bao cái này bỏ nè. Cái này còn lớn nha. Cái này không lớn không. Cái này cái kia mình đột cái khoảng cái kia nữa mình cứ chừa lại. Nè, có trái. Vô quanh thăm để nữa coi. Đúng rồi, cái nhà cắt. Nè, cái này nữa nè. Chưa, muốn xì một không, nó cãi cái màu, nó bào, chụp quẹ chụp cái máy xì mà chụp